Đủ chứ. Bây giờ mình sẽ cắt trái bầu đây. Tới không? Tới cái thang không? Ừ. Wow, trái đó đủ rồi. Giường bên đây luôn. Wow. Thấy chưa? Trời, mấy trái này nông miểu. Hình như cái này là nó lớn. Cái này nó bự. Nó dài nhất á. Nó dài nhất á. Này để giống cái này ha. Chứ một giây luôn, bốn trái. Bốn cái này nữa nha. Hai trái nữa nè. Nên là cái gì dền nó dền mảng cao quá chừng cao. Dền nó cao hơn mình, nhà mình có mấy cây. Cây cả làng mảng cao cho bá lận. Đó. Thì bữa nay mình sẽ có món bầu luộc ăn hen. Xào trứng. Xào trứng hả? Ăn không? Dạ. Xào trứng hay luộc gì cũng được. Coi này, tầng ôm anh thành bông cúc hết trơn rồi. Cái cưng dễ sợ. Đẹp á ha, cái này nó vừa trắng vừa vàng. Cái này chắc tổng ký 2 ký 3. Ồ. 2 ký.